quá cơ. Đi làm cả ngày về mệt chết đi được. Lại còn phải quét nhà này, phải nấu cơm này, giặt quần áo này. Trời ơi, khổ gì mà khổ thế. Ôi, đau hết cả tay rồi. Đây đây, mới đi công việc về, để tôi quét cho. Thôi, rồi để tôi quét. Chứ mẹ về mà mẹ thấy ông quét nhà là mẹ chửi tôi đấy. Không có sao đâu, má sáng là thức dậy rồi đi ra cái chỗ cái hàng cây kiển rồi. Không có mặt ở nhà đâu. Không, không. Để tôi quét cho. Thật à? Tôi nói thật mà. Quét đi. Quét đi, quét đi. Tại tôi lúc ở nhà ở trên Sài Gòn á, thì tôi làm việc nhà, phụ bà, phụ các con, tôi làm quen, rửa bát, giặt đồ gì cũng vậy. Về bên má không có làm được, tay chân tôi nó cuống cuồng hết. Đấy. Ở trên kia là tôi chỉ có đi làm thôi. Về nhà là chuyện nhà ông làm hết rồi. Cứ để xuống tôi làm. Đây là làm hết cả hai việc, mệt thế rồi. Con. Không có thời gian để thở. Vâng, có gì thì cứ nói tôi. Trời ơi, biết khi nào mới về. Mẹ. Cái gì? Bà nội về kìa. Ôi trời ơi, mẹ về à? Ôi trời ơi, mẹ về. Ôi trời ơi, mẹ khỏe không ạ? Trời ơi, trời đất ơi, ba. Trời đất ơi, mẹ số 3 dữ vậy. Ôi trời ơi, mày. Có bà về đâu, có bà về đâu con. Mày giỡn. Mày kêu một cái là hồn vía ta lên mây hết nhá. Con giỡn thôi chứ nội chưa có về. Mày đùa hay nhở. Trời ơi. Mẹ xô ba cái quá mạng luôn á. Đâu có tại mày. Xíu ra. Đau à? Giật cái chỗ được đau rồi. Đau thật hay là đâu diễn đây. Trời. Diễn đừng có sâu quá, mẹ chưa có về. Bà giống như bà thôi tôi á. Thế à? Nó lối luôn, nín thở luôn. Cái lỗi cũng có tại mày này đấy. Đây không. Hết đau chưa? Quét tiếp đi. Đâu. Trời ơi, mày có chuyện gì đấy? Có chuyện gì mà già hết hồn đấy? Đâu có chuyện gì đâu. Lâu lâu con thấy cái hình ảnh là mẹ chăm sóc cho ba, tự nhiên thấy cưng quá trời quá đất luôn à. Trời ơi. Ô, bà nội, mới về hả bà nội? Bớt đùa đi. Không có vui đâu. Một lần thôi nhá. Một lần thôi. Bớt đùa, hết vui rồi. Bà nội về đâu mà bà nội về cái thằng này. Ôi trời ơi, mẹ về đi à. Ôi, giờ mẹ đi chơi mẹ về. Nước mắm hết trơn rồi. Để ba lấy cho. Ngồi xuống đi, để người khác lấy cho. Ba đồng ý. Em cứ nghỉ. Rí. Nước mắm đi. Xuống. Cơm em còn muốn ăn. Lại quên. Trúng rồi đó. Ai làm loạn ở dưới gặp em? Dạ có ai đâu ạ. Tôi hỏi một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Ai làm loạn ở dưới gặp em? Trúng chân tôi rồi đó. Bây giờ không ai trả lời phải không? Được, tôi phạt hết cả 4 người. Dạ. Con à? Con à? Dạ. Là ai? Bập. Con nói trước đi. Dạ không, ba nói trước đi bà. Ba nhường cho con. Dạ không, kính đạo đắc thọ, con xin phép nhường cho bà. Ba kính thọ đắc lão. Hai người chơi giật lân hả? Thấy qua thấy lại những kiểu này tôi trước mặt có biết không? Dạ. Bây giờ một trong hai người ai nói trước? Không ấy. Dường phải không? Được. Vậy thì chơi trò chơi tôi thích. Quắn tù tì. Người nào thua thì người đó nói trước. Được không? Dạ được. Rồi bắt đầu. Hai người chuẩn bị. Quắn tù tì ra cái gì? Ra cái này. Bố hết. Tiếp. Quánh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Lại cái kéo nó giống nhau. Cái trò này anh nói anh chơi với ba rồi. Anh rút ra đồ kinh nghiệm. Thứ hai, ba đang cái kéo. Đã xong chưa? Em phải đặt cái tao lên đầu. Hai bên đối phương. Dạ. Tư vấn xong chưa? Dạ. Tiếp tập 3. Quánh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Cái búa thắng cái kéo rồi ạ. Chồng con thắng rồi ạ. Tao mà. Con thua rồi đó. Rồi bây giờ con nói đi. Ai là kẻ tội đồ với gần bà này? Dạ. Ai? Dạ. Dạ chính là Minh Trường, cháu đích tôn của gia đình mình ạ. Ủa. Trời ơi.
em bán đứng anh luôn hả? À anh ơi, em không có bán đứng, em bán đúng đó. Em mệt quá nên thôi bây giờ cứ rốt cuộc chốt lại gì cho nó gọn đi để em còn lên lĩnh nữa chứ cứ lưng la đầy à hoài chừng nào em mới lên phòng được. Xong chưa? Dạ con xong rồi. Con nội chưa? Dạ có điều gì muốn nói không? Dạ không mà. Chắc chắn rồi phải không? Dạ con sắp xếp của nội. Nội thả con sao con chuyện vậy? Con là người tội đầu với cầm bạc phải không? Dạ. Chính xác phải không? Dạ. Vậy thì tôi phạt đây. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Đứa anh nội. Nội ai làm mấy chịu? Cái lý do mà ở dưới gầm bàn mà đá tới đá lui là chỉ nghĩ gì cũng cái kéo bấm thôi. Dạ vâng. Mà mấy người làm quá à. Dạ. Minh Trương. Dạ. Rót nước mắm. Chị rót nước mắm tôi hả nội? Thế mày phạt nó thế nào ạ? Dạ có rót không? À, dạ rót, dạ rót. Thế phạt thế nào ạ? Chưa phạt mà. Phạt là rót nước mắm đấy. Thì tôi đã nói rồi, hết nước mắm mà mấy người không chịu đi rót, người này đùng đẩy người kia thì bây giờ người bị phạt là người đi rót nước mắm. Ôi à, dạ thế thôi á. Thế thôi mà phạt thằng Trường là đi rót nước mắm thôi. Ừ phạt thì không phạt đi nhỉ. Quên thấy làm như má đùa với cháu nội má hay sao á. Chứ vợ con lúc trước mắc lỗi mà má phạt vợ con kép tới 100 tờ kiểm điểm. Ừ, mà bây giờ ở đây chỉ có rót chen miếng nước mắm thôi má. Bây giờ vợ chồng con đi ganh tị vậy đó hả? Coi được không? Không phải. Con có ý kiến là mẹ xử cái gì phải xử cho công bằng ấy. Chứ tuy là mẹ con thế thôi, chứ mà mẹ xử bên nặng bên nhẹ là con cũng không đồng ý đâu ạ. Ý là con nói là tôi xử không công bằng hả? Dạ vâng. Là tôi nghiêm túc quá khắt khe với cô hả? Dạ vâng. Là tôi sai ư? Dạ không có. Tại phạt là phải giống nhau. Ý vợ con nói vậy đâu má. Vậy thôi má cũng đừng có giận. Thôi đi Trường con hút 100 chén nước mắm đi. Ba em có điện thoại. Dạ vâng. Alo xin chút tôi nghe. Hả? Ờ. Ô. Ý. À. Ừ. Hay quá. Thôi quỳ quá rồi. 1 hectare trơm nhãn vườn nhà mình đã bị héo lá chết hết trơn cái trộn rồi. Ôi dồi ôi. Kỹ sư nông nghiệp đã điều tra ngoài mà không tìm ra nguyên nhân cái chết của 1 hectare trơm nhãn. Bây giờ ở dưới nhiều lần gọi mẹ là phải xuống dưới để coi như thế nào. Bây giờ làm giờ đi nha. Thế mẹ đi. Thế con đi chung. Không cần má đi. Nhưng mà đêm nay má sẽ không đi nha. Cho nên mọi người đừng nấu cơm kè má nghe chưa. Yeah. Ý anh nói là ý của con là muốn là má đi thì đi, nhưng mà nhớ về nhà. À, vâng ạ. Ý con nói là nhưng mà mẹ lên đường đi mày. Dạ má đi thăm mẹ. Dạ con chào mẹ. Dạ con đi nội. Đấy, được ngồi ghế này này. Chồng sạch chưa? Thích chưa? Chồng đâu rồi? Chồng ơi! Ừ? Ra về nhà đi chứ, khát nước quá đây này. Đi lấy nước uống này. Đấy. Hoài thế cơ. Xong chưa? Lâu quá. Đâu rồi? Chậm thế. Qua chồng ra chồng lấy nước mưa cho vợ uống. Lấy nước mưa uống đau bụng là ông đi mua thuốc cho tôi đấy nha. Trời ơi, ở trên thành phố kín mưa khó lắm đó. Đi đâu đây? Lấy đồng lòng nha. Ừ, được. Nhanh á, lau cho sạch đấy. Không về là mẹ này là mắng tôi đấy. Nhức hết cả người. Lau cho sạch đi nhá. Còn nhớ lau không? Về đây lại quên hết cách lau nhà đấy.
Này ba nghề, lần đây. Nghề của ba làm sao mà ba quên được. Trời ơi, xuống đây có làm đâu mà gươm. Chị... Đó, ba lần đây. Đấy, 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 đấy. Chỗ kia, đấy, 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 chỗ ấy con giáp đấy. Chẳng biết mà. Lật, lật, lật cái thảm để lau vào bên trong ấy, mẹ kiểm tra đây. Khỏe, hay cùng quá. Cùng chân thì cái tay để làm cái gì mà lấy cái chân. Giang kèo. Trời ơi, phụ thế. Để chồng làm được rồi, cứ vợ cứ ngồi đó thư giãn đi. Đau bỏ xứ thì tay chân thì mà thư giãn gì được. Tiếng hát bay trên đường phố bâng khuâng. Hát cái bài nào về Hà Nội cho đỡ nhớ quê đây. Đâu? Hát bài Hà Nội đi. Ê. Bài hoa sữa hoa xiếc gì đấy? Này, đưa ta đây. Làm gì? Nắm bóp cho, nắm bóp cho. Trời ơi, được thấy không? Chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, được, được. Cho này chỗ nhiệt này, chỗ nhiệt. Ôi, nhột nhá. Không chơi thế nhá. Ôi, mẹ đã cực khổ nhiều rồi. Ừ. Hôm nay nhờ má đi công việc, cho nên má coi nhà. Để ba lo cho. Rồi, được rồi, đấy, thế. Này. Ừ, đấy. Cái chỗ này nó chết nữa nè. Đấy, đấy, đúng, 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 đúng. Nó nhức đấy, là nó nhức cái cổ đấy, nó nhức cái cổ, như cái vai đấy. Ui, dồi ôi, chồng con phải thế chứ. Giờ không người để đi có bà mẹ nghiệt ngã rồi, ông chồng cũng ngã nghiệt thế này, chết tôi. Bên đây nữa. Để chồng lấy thao nước, ngâm thuốc, ngâm chân cho vợ. Trời ơi, sao mà tinh tế thế cơ. Biết là mấy hôm nay là tôi ngủ không được ấy. Thế đi mua thuốc à? Tự đi mua thuốc về là nấu ngâm chân cho vợ à? Chồng nấu nãy giờ rồi. Được thế à? Rồi ôi, sướng thế. Đây. Đâu? Đây. Đấy. Nguội chưa? Nguội rồi. Ngồi sẵn nhá. Ôi dồi ôi. Ôi sướng. Ôi dồi. Có khách, có khách kia ra mà gửi cho khách kia. Lâu lâu mới lo được cho vợ khách, hứa để khách về. Ôi, hôm nay không tiếp khách ấy. Có cần người phải lo không? Không. Thôi, để chồng lo cho vợ được rồi. Có khi nào lo cho mẹ không? Không, trời ơi, bà đấy phức tạp lắm. Bà mẹ chồng bộ khó ưa lắm à? Không phải khó ưa, mà tại vì lớn tuổi thôi. Ừ, ai lớn tuổi cũng khó tính ấy. Thế là còn keo kiệt chứ cơ. Rồi ơi, làm dâu khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Có thích bà không? Không, chả thích gì cả, thích chồng thôi. Sao không nói cho bà biết? Ôi giời, nói thì bà đuổi ra khỏi nhà, mà không chia gia tài chết đi. Gia tài hả? Ừ. Không thương gì hết. Không thương yêu gì, khó tính bỏ bố ra thì thương yêu cái gì. Con trai có thương mẹ không? Không. Dạ thương chứ, thương mẹ chứ. Thương không? Thương nhiều lắm. Bắt cái khăn lau cái chân. Không! Bắt cái khăn lau cái chân, vứt con dao đi. Vâng, có thể. Có bao giờ con trai lo cho mẹ như vậy không? Có không kìa? Người ta hỏi, phỏng vấn kìa. Đòi nào giờ anh đâu có lo cho mẹ anh đâu. Ừ. Anh chỉ lo cho em thôi. Đấy, thấy chứ. Đấy, thật chưa? Mẹ chứ. Bởi vậy, không có má ở nhà đó, vợ chồng mình được hạnh phúc cái sợ luôn. Bà đi đâu vậy? Bà đi chơi đâu rồi, chả biết. Bà đi chơi ở đâu? Bà đi đâu ai biết đâu, kể bà ấy chứ. Tại sao không biết? Bây giờ tôi nắm nha. Chắc vợ chồng mình bị ám ảnh. Phải không? Ám ảnh chứ. Nhìn đi. Quen thật nha. Giọng quen thật đấy.